Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nói thẳng ra Trung Quốc không phải là bạn của ta. Họ xem ta như kẻ thù, tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật nhanh vì Trung Quốc đang cướp công ăn việc làm của người Mỹ. Phá hủy ngành công nghiệp chế tạo, ăn trộm công nghệ và năng lực quân sự của nước Mỹ với tốc độ âm thanh. Nếu nước Mỹ không sớm khô lên, tổn thất sẽ là không thể cứu vãn hồi. Có nhiều điều về sức mạnh của Trung Quốc mà Obama và các đồng sự ủng hộ thuyết toàn cầu của ông ấy không muốn bạn biết. Nhưng không một ai biết sự thật lại có thể ngồi yên và làm ngơ việc cường quốc kinh tế Mỹ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm đến thế nào nếu các vị mà người ta gọi là lãnh đạo ở Washington không cùng gióng tay hành động, bắt đầu đứng lên để bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ và ngừng chuyển chúng ra thuê ngoài ở Trung Quốc. Người ta cũng dự đoán đến năm 2027, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, và điều này sẽ xảy ra nhanh hơn nữa nếu các xu hướng thảm họa trong nền kinh tế của Obama vẫn còn tiếp diễn. Nghĩa là trong vài năm tới, Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần kinh Trung Quốc. Tôi đoán là đến năm 2016, nếu ta không hành động nhanh, điều này không xảy ra trong một đêm hay bất thần từ chân không. Chúng ta cứ ngần ngờ và làm ngơ trước những dấu hiệu cảnh báo suốt nhiều năm. Sự thật là chúng ta đã thất bại nặng nề về công ăn việc làm trước Trung Quốc dưới thời Tổng thống George Bush, thậm chí trước khi rơi vào thảm họa việc làm do Tổng thống Obama gây ra. Thì từ năm 2001 đến năm 2008, Mỹ đã mất 2,4 triệu việc làm vào tay Trung Quốc. Hơn 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng trung bình 9-10% một năm, nhưng dưới thời Tổng thống Barack Obama, Trung Quốc đã phát đạt nhanh một cách bất thường và Mỹ cũng thua lỗ nhanh chóng một cách bất thường. Chỉ riêng quý 1 năm 2011, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ vũ bão 9,7%, còn tỷ lệ tăng trưởng quý 1 của Mỹ thì sao? Con số đáng xấu hổ 1,9%. Chúng ta có 14,4 triệu người mất việc, chúng ta cần hành động. Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đang đến bước quyết định, chúng ta chỉ còn rất ít thời gian để đưa ra những quyết định cứng rắn cần thiết nhằm giữ vững vị thế của chúng ta trên thế giới. Cứ khoảng 7 năm, nền kinh tế Trung Quốc lại tăng trưởng gấp đôi. Đó là một thành tựu kinh tế khủng khiếp. Và đó cũng là lý do tại sao hết năm này đến năm khác, họ đánh bại ta về thương mại. Ngay lúc này, chúng ta có một khoản thâm hụt thương mại khổng lồ 300 tỷ đô la với Trung Quốc. Nghĩa là mỗi năm Trung Quốc kiếm được từ Mỹ khoảng 300 tỷ đô la. Tôi tham gia các buổi nói chuyện trên truyền hình với các chương trình tin tức. Tôi nói ra con số đó và mọi người thậm chí không thể hình dung nổi trong đầu một con số lớn như thế. Song đó là sự thật. Chỉ tính riêng sự mất cân bằng thương mại mà thôi, thì cứ 3 năm Trung Quốc lại gửi ngân hàng một lần 1.000 tỷ đô la của chúng ta. Và đáng buồn thay, trong khi công nghiệp chế tạo của Mỹ từng là vô địch, thì giờ đây vì chuyện Trung Quốc lừa ta bằng đồng tiền của họ, nên các công ty Mỹ không thể cạnh tranh về giá, dù ta làm ra những sản phẩm tốt hơn nhiều. Bởi vậy, bây giờ Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới. Nhân đây cũng xin nói thêm là họ có hơn 3.000 tỷ đô la ngân hàng dự trữ nước ngoài. Đó là số tiền đủ để Trung Quốc mua cổ phần chi phối mọi công ty nằm trong danh sách chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, các công ty như Arco, Caterpillar, ExxonMobil hay Walmart, và vẫn dư hàng tỷ đô la trong ngân hàng. Cứ 6 người trên hành tinh này thì có một người là người Trung Quốc, dân số 1,3 tỷ người của họ vượt ta với tỷ lệ khoảng 4:1. Đó là một nguồn nhân tài khổng lồ để xây dựng các doanh nghiệp, cung cấp nhân lực cho các nhu cầu chế xuất, đáp ứng nhân sự cho các tổ chức giáo dục ưu tú và xây dựng một lực lượng quân sự khổng lồ. Một mối quan ngại lớn khác nữa là việc hàng năm Trung Quốc có khoảng 7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học. Cho đến nay, Mỹ vẫn vượt Trung Quốc về tỷ lệ tốt nghiệp đại học xét trên toàn bộ dân số. Nhưng bạn phải hỏi liệu các trường đại học của chúng ta có cho ra đời những sinh viên tốt nghiệp với kỹ năng cần thiết để cạnh tranh hay không? Tôi đọc thấy có quá nhiều câu chuyện về các tập đoàn phải tổ chức các lớp giáo dục bổ túc cho nhân viên. Và khi bạn nhìn vào điểm thi ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, thì thật đáng báo động. Trong một nghiên cứu quốc tế có uy tín năm 2010 về trẻ em trong độ tuổi 15, Mỹ xếp thứ 25 trên 34 quốc gia về toán học, còn Trung Quốc xếp thứ mấy? Thứ nhất. Thực tế là học sinh Thượng Hải không những đứng nhất ở môn toán mà còn đứng thứ nhất về môn đọc và khoa học. Họ hoàn toàn hạ gục ta và tất cả những người khác chắc chắn. Nghiên cứu này hơi thiên lệch vì họ chỉ lấy mẫu học sinh ở Thượng Hải, vốn là nơi có nhiều học sinh thông minh nhất Trung Quốc theo học. Nhưng ngay cả tờ tạp chí có tinh thần tự do, Ham cũng chỉ ra rằng khi bạn xem xét những thay đổi nhân khẩu cực lớn đang diễn ra ở Mỹ, thì nguy cơ về giáo dục đã bắt đầu lấp ló phía trước. Chỉ trong một thế hệ thôi, chúng ta sẽ là một quốc gia thiểu số trở thành đa số. Và hiện thời, có một con số đáng sợ là 40% trẻ em ở Mỹ, Phi và Mỹ Latin thậm chí còn không tốt nghiệp trung học phổ thông, chứ chưa nói đến đại học. Trong tư thế là mục tiêu tấn công của Trung Quốc, theo bạn thì Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có kế hoạch đưa hầu hết các lợi ích kinh tế và giáo dục của Trung Quốc nhắm vào đâu? Chính xác rồi đấy, vào các ngành công nghiệp, quân sự và vũ khí. Theo tiết lộ của một thông báo mới nhất từ Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường lục quân, thủy quân và rót hàng triệu đô la vào việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ nhất, tàu ngầm tấn công tiên tiến, các hệ thống phòng không tinh vi, các hệ thống chiến tranh không gian công nghệ cao và bổ sung cho các kho tên lửa đạn đạo.
Phản ứng trước sự tăng cường vũ trang quân sự của Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Michael Miller đã nói, người Trung Quốc có mọi quyền phát triển quân sự họ muốn, chỉ là tôi không thể hiểu nổi tại sao một số năng lực này, dù là máy bay tàng hình J-20, hay thiết bị chống vệ tinh hay vũ khí chống tàu chiến, thì phần nhiều lại có vẻ nhắm thẳng vào Mỹ. Những gì Trung Quốc đang làm trên mặt trận chiến tranh mạng cũng đáng báo động. Khi điều trần trước Ủy ban Quốc hội, Phó Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, tướng James Caldwell, nói rằng Trung Quốc có liên quan rất sâu sắc đến việc dò thám thông tin máy tính của các mạng lưới thuộc cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Tướng Cartwright giải thích rằng gián điệp mạng có thể cô lập các điểm yếu mạng tinh vi và cho phép người Trung Quốc ăn cắp tin tức tình báo quý giá. Vậy chúng ta phải làm gì? Trung Quốc đưa đến 3 mối đe dọa lớn đối với Mỹ khi thao túng thị trường tiền tệ quá đáng, nỗ lực phá hủy nền tảng sản xuất của chúng ta bằng cách có hệ thống, gián điệp công nghệ và chiến tranh mạng chống lại người Mỹ. Người Trung Quốc đã hà hiếp ta nhiều năm rồi, nhưng chính quyền Obama có vẻ gần như đồng lõa trong việc muốn giúp người Trung Quốc dẫm đạp lên chúng ta. Obama tuyên bố ta không thể làm những việc có lợi cho ta bởi nó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua mối đe dọa của Trung Quốc bằng một chiến thuật khôn ngoan và một nhà thương thuyết cứng rắn. Việc Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn của đồng tiền nước này nhằm mục đích là đẩy mạnh xuất khẩu của nó và hủy hoại các ngành công nghiệp nội địa của ta. Khi chính quyền Trung Quốc đã thao túng đồng nguyên, đơn vị tiền tệ Trung Quốc có lúc còn được gọi là nhân dân tệ và định giá nó thấp hơn, họ có thể bán hàng cho các nước khác với giá thấp hơn rất nhiều so với các công ty Mỹ, vì đồng tiền của ta được định giá ở mức giá thị trường chính xác hơn, nghĩa là hàng hóa của ta được định giá cao hơn, và việc này khiến chúng ta kém cạnh tranh hơn. Nhiều nhà phân tích đã cố gắng xác định giá trị thực của đồng tiền Trung Quốc, nhưng thật khó để có thể nói chắc chắn vì giá trị luôn thay đổi. Tuy nhiên, quả thật dường như cũng có một sự nhất trí là đồng nhân dân tệ có vẻ bị định giá quá thấp đâu đó trong khoảng 40-50% so với giá trị thực của nó. Nghĩa là người Trung Quốc có thể định ra mức giá chỉ bằng một nửa so với một nhà sản xuất của Mỹ cho hàng hóa hay dịch vụ tương tự. Điều này báo hiệu nguy cơ là người lao động Mỹ mất công ăn việc làm, và đó chính xác là chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Hãy nhìn vào những gì mà hành động thao túng tiền tệ của Trung Quốc đã gây ra cho ngành công nghiệp thép của chúng ta. Là một nhà thầu xây dựng nhiều tòa nhà xa hoa khổng lồ, tôi có thể cho bạn biết rằng công nghiệp thép có ý nghĩa sống còn đối với sức mạnh kinh tế của chúng ta và là một khoản chi phí quan trọng trong bất cứ công trình xây dựng nào. Theo Hiệp hội Sắt Hoa Kỳ AISE, hành động định giá thấp tiền tệ của Trung Quốc là hình thức trợ giá lớn nhất cho các nhà sản xuất Trung Quốc, là chìa khóa cho sự bùng nổ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc và là nguyên nhân chính cho sự mất cân bằng cấu trúc toàn cầu đang góp phần dẫn đến sự sụp đổ tài chính gần đây của Mỹ. Nhiều nhà phân tích đã cố gắng xác định giá trị thực của đồng tiền Trung Quốc, nhưng thật khó để có thể nói chắc chắn vì giá trị luôn thay đổi. Tuy nhiên, quả thật dường như cũng có một sự nhất trí là đồng nhân dân tệ có vẻ bị định giá quá thấp đâu đó trong khoảng 40-50% so với giá trị thực của nó. Nghĩa là người Trung Quốc có thể định ra mức giá chỉ bằng một nửa so với một nhà sản xuất của Mỹ cho hàng hóa hay dịch vụ tương tự. Điều này báo hiệu nguy cơ là người lao động Mỹ mất công ăn việc làm, và đó chính xác là chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Hãy nhìn vào những gì mà hành động thao túng tiền tệ của Trung Quốc đã gây ra cho ngành công nghiệp thép của chúng ta. Là một nhà thầu xây dựng nhiều tòa nhà xa hoa khổng lồ, tôi có thể cho bạn biết rằng công nghiệp thép có ý nghĩa sống còn đối với sức mạnh kinh tế của chúng ta và là một khoản chi phí quan trọng trong bất cứ công trình xây dựng nào. Theo Hiệp hội Sắt Hoa Kỳ AISE, hành động định giá thấp tiền tệ của Trung Quốc là hình thức trợ giá lớn nhất cho các nhà sản xuất Trung Quốc, là chìa khóa cho sự bùng nổ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc và là nguyên nhân chính cho sự mất cân bằng cấu trúc toàn cầu đang góp phần dẫn đến sự sụp đổ tài chính gần đây của Mỹ. Sự thao túng tiền tệ của Trung Quốc và các hoạt động thương mại không công bằng khác giúp ngành sản xuất thép thô của Trung Quốc nhảy vọt từ 15% tổng sản lượng toàn cầu năm 2002 lên một con số cao đến không ngờ, 47% vào năm 2008. Năm 2002, Mỹ chỉ nhập khẩu khoảng 600.000 tấn thép, 3% trên toàn bộ số thép nhập từ Trung Quốc. Đến năm 2008, Trung Quốc đã khiến chúng ta phải mua 5 triệu tấn thép, và một lần nữa họ làm điều này chủ yếu nhờ việc định giá thấp đồng nhân dân tệ. Kinh tế gia Alan Tonerson đã rất đúng khi viết, trong 8 năm dài, nhóm vận động hành lang cho Trung Quốc ở Washington được cấp cho một nguồn kinh phí thừa mứa bởi chính các công ty đa quốc gia có cơ sở ở Trung Quốc được hưởng lợi từ khoản trợ giá 50% này. Nhà đồng nhân dân tệ được định giá thấp đã phô ra những lý lẽ hợp lý hóa không làm gì. Cái giá thảm khốc giáng xuống nước Mỹ khi làm theo lời khuyên của nhóm vận động hàng lang cho Trung Quốc cũng đủ để chứng minh cho việc làm ngơ mánh khóe gần đây của nó. Các nhà máy Mỹ buộc phải tiếp tục đóng cửa, lợi nhuận của những nhà máy sống sót được thì tiếp tục sụt giảm và thậm chí biến mất. Số việc làm mất đi hàng ngày càng tăng và tiền lương liên tục bị cắt giảm. Tệ hơn nữa, sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu lấy Mỹ làm trung tâm lại tiếp tục gia tăng cho đến khi chúng gây ra sự sụp đổ lớn nhất ở Mỹ và trên khắp thế giới sau cuộc đại suy thoái.
Những nhà quan sát khác như Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Alabama Richard Shelby cũng thấy rõ, không nghi ngờ gì nữa. Trung Quốc đang thao túng đồng tiền nước này để trợ giá cho hàng xuất khẩu. Shelby nói, về việc Trung Quốc mua trái phiếu của Bộ Tài chính, có lẽ đã đến lúc cần phải có điều luật mới để đảm bảo Bộ Tài chính chăm lo cho người lao động Mỹ, chứ không phải là mấy gã dẫn đầu thế giới. Chúng ta là người bị tổn thương nặng nề nhất bởi các hoạt động thương mại dối trá của Trung Quốc. Và bất kỳ ai có chút hiểu biết về kinh tế học thì đều biết tôi nói đúng. Như CNN Money đã nói, hầu hết các nhà kinh tế học sẽ đồng ý với logic của Trump rằng Trung Quốc đang giữ giá trị đồng tiền của nước này ở mức thấp nhất để giúp các nhà sản xuất của họ có lợi thế sau khi bán hàng sang Mỹ. Và dĩ nhiên trở lại năm 2008, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, Barack Obama đã rất hưng phấn khi lớn tiếng phát biểu về những tác động tiêu cực của hành động thao túng tiền tệ khi còn là ứng cử viên. Ông ấy thậm chí còn tán thành một dự luật thay đổi luật hiện hành để định nghĩa thao túng tiền tệ như một hành động trợ giá cần áp thuế kháng, thuế chống phá giá. Giờ thì hãy tua nhanh đến năm 2012. Hiện nay Obama lại nói những lời ngon ngọt về chủ đề này và thực hiện thuật ngoại giao khẩn khoản thường thấy của ông ấy với người Trung Quốc. Thì nghe những gì vị tổng thống này nói về việc Trung Quốc định giá thấp đồng tiền của mình. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục mong giá trị đồng tiền của Trung Quốc ngày càng được định hướng theo thị trường. Việc này sẽ giúp đảm bảo rằng không quốc gia nào có lợi thế kinh tế thái quá. Phát biểu này sũng sượt sự yếu đuối. Bằng một phép màu nào đó, người Trung Quốc từ bỏ những cách làm nguy hại của họ. Có đùa không thế? Cứ như thể nhờ phép màu đó, Trung Quốc đang cướp đi của chúng ta 300 tỷ đô la mỗi năm. Nhưng ngày mai sẽ thức dậy và quyết định, các bạn biết gì không? Chúng tôi thực sự cần chơi công bằng hơn với người Mỹ và thôi không cướp của họ tất cả công ăn việc làm, các công ty và hàng trăm tỷ đô la nữa. Có lẽ nhiều người sẽ cho tôi là đang nói quá tệ về Trung Quốc và những người đại diện của đất nước này. Thật sự, tôi rất nể trọng người dân Trung Quốc, tôi cũng rất nể trọng những người đại diện Trung Quốc. Điều tôi không nể trọng là cách chúng ta thương lượng và đàm phán với Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, tôi đã thực hiện nhiều thỏa thuận và giao dịch với người Trung Quốc. Tôi đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ, tôi đã bán các căn hộ với giá 53 triệu đô, 33 triệu đô và nhiều mức giá thấp hơn. Tôi đã tạo ra một trong những việc làm lớn nhất ở Manhattan với các đối tác người Trung Quốc và đã kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, tôi biết rõ người Trung Quốc, tôi hiểu và tôn trọng họ. Bất kỳ khi nào tôi nói một cách tồi tệ về những gì họ đang làm với ta, tôi không có ý chỉ trích họ, tôi chỉ trích các lãnh đạo và đại diện của ta mà thôi. Nếu ta có thể quay lưng lại với họ là xong, hẳn tôi sẽ hết lòng khuyến khích ta làm như vậy. Xong rồi thay, họ quá thông minh và các lãnh đạo của ta thì lại không đủ khôn ngoan. Tôi có nhiều bạn ở Trung Quốc và những người bạn này không thể tin rằng lãnh đạo của chúng ta lại có thể ký những thỏa thuận ưu đãi không thể tin nổi ấy. Điều đáng ngạc nhiên là bất chấp mọi ngôn từ hùng hồn và gay gắt mà tôi dùng để chống Trung Quốc, tờ Bloomberg, Business Week gần đây đã đăng tải một bài báo về thứ mà người Trung Quốc muốn nhất. Đáng chú ý nhất là một đoạn trích dẫn lời của chủ tịch công ty bất động sản Osher Alakobi về những gì mà các khách hàng người Trung Quốc của ông ta ưa thích hơn cả. Cái gì dính đến tên Trung thì đều tốt. Vậy nên tôi nói xấu Trung Quốc, song tôi nói sự thật và các khách hàng ở Trung Quốc muốn gì họ muốn Trump. Bạn biết thế nghĩa là gì không? Có nghĩa là họ tôn trọng những ai nói đúng thực tế và nói lên sự thật. Cho dù sự thật ấy có thể không hay ho gì với họ, và thực tế là chính sự tôn trọng của tôi dành cho người Trung Quốc đã dẫn đến chỗ tôi nói các lãnh đạo của chúng ta phải cẩn thận. Người Trung Quốc sẽ lấy cho đến khi ta không còn gì cả. Và ai lại đi trách họ khi họ có thể phủi tay? Người Trung Quốc là đối thủ của ta. Đã đến lúc chúng ta phải hành động giống đất nước này. Và nếu ta làm đúng việc của mình, Trung Quốc sẽ đi tới với sự tôn trọng hoàn toàn mới đối với nước Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!